Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hunter Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game đó chính là Monster Legend. Ở đây thì anh em chúng ta lại có một cái sự kiện khá là hấp dẫn mới nha. Ở đây thì để đưa cái con này về thì các bạn cần phải tốn tiền. Đó chính là những cái điểm coi. Con này đẳng cấp là M luôn. Và anh em chúng ta sẽ đưa cái bé này về nhà nha. Ba mời, tiến lên nào. Nào mình cùng lên thôi. Hai mảnh Legend tới luôn, đây là nhận được 25 điểm nè. Hỗ trợ giúp anh em mình có thể đi tiếp. Và tiếp theo nhận được một cái rune 5 các bạn. Rune 5 cũng khá là ngon ha. Để kiếm được cái điểm mà chơi sự kiện thì anh em chúng ta còn phải vào tới cái khu vực đó chính là multiplay. Và phải chiến đấu trong đây nhiệt tình thì mới có thể có điểm mà chơi nha. Rồi anh em mình cùng vào đây làm nhiệm vụ một chút xíu cho vui nha các bạn. Wow, mới vào thì nhìn tên bạn khá là hầm hố luôn. Rồi mình thấy đội hình team bạn với đội hình team mình đó thì mình team mình nó hơn, cho nên mình bật cái chế độ gọi là sinh tồn lên và chiến đấu thoải mái nha. Đây team mình gọi là mạnh như vậy mà đó, bây giờ là 3-1 mà không win thì cũng không được. Thôi sẽ thương quá ghê gớm. Victory và chúng ta lại tiếp tục nào. Ui cha, trời ơi tức dễ sợ. Nãy giờ cái trứng mình cần thì không chịu xuất hiện, bây giờ nó mới chịu ra các bạn à. Trời ơi buồn dễ sợ luôn. Cái trứng quay chim mà nó ra trước là chúng ta sẽ nhận được ba cái này rồi. Thôi game mà bây giờ nó dày rồi biết sao giờ. Thôi sự hậu báo của chúng ta vẫn còn ở đây và mình vẫn tiếp tục đi đại chiến để leo lên cái bậc cao hơn. Chỉ có thể leo lên bậc cao hơn thì anh em mình mới nhận được những cái món quà gọi là giá trị thôi. Hiện tại thì cái bậc của mình hiện tại cũng khá là thấp luôn. Đó các bạn thấy chưa, cho ra mấy cái quả trứng như vậy thì thôi rồi rồi. Mình hiện tại đã lên được 3782 điểm nha. Bây giờ mình sẽ cố gắng leo lên 4000 mà mình không biết là leo nổi hay không. Vì khi mà càng lên cao thì sẽ có những cái con rất là đặc biệt. Chẳng hạn như các bạn thấy bé này đây. Oh yeah. Nhìn khá là đẹp nha, không phải dạng vừa đâu. Thử thách bản thân nào. Cái gì đâu mà lẹ dữ vậy man. Không phải là do tem bạn yếu đâu các bạn à. Phải nói rằng thật sự mà nói không phải do tem bạn yếu mà là do mình quá mạnh. Gọi là HNT ảo tưởng quá chừng. Gọi là ảo tưởng sức mạnh các bạn. Rồi bây giờ chúng ta xem thử đội hình team bạn nào. Có con Mon kìa. Rồi luôn. Bé Mon hả, bé Mon. Rồi bé Mon bị quýnh lên đường rồi. Đó dập gọi là lên bờ xuống ruộng luôn. Wow mình lên được What? Cái chân ngon nữa cơ. Làm như nó đang chiêu ngươi mình vậy. Nó đang gọi là chiêu ngươi mình. Lúc mà không ấy thì ra đại mấy cái trứng của bóp đi. Lúc mà chúng ta quýnh mà có chỗ ấp thì ra trứng VIP xíu. Làm gì đâu mà tột cảm xúc luôn vậy đó. Ôi, các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh Hunter Channel thì nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh nha. Đừng quên mở thông báo hình cái chuông lên nữa. Để khi mà Hunter ra video hoặc là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Về từ game Monster Legend này thì Hunter sẽ làm video về lúc 11:30 và 5:30 chiều mỗi ngày. Các bạn chỉ cần lên YouTube gọi chữ HNT Channel là sẽ xem được những cái tập mới nhất luôn nha. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục đến với trận đấu tiếp theo. Và lần này thì mong rằng sẽ gặp được một cái đội hình vừa phải thôi. Wow, một anh bạn chuyên gia đấm bốt một Legend đang cầm gọi là một cái thanh đao mà tự quay luôn các bạn à. Tự quay quanh vật thể. Đại chiến luôn. Ui cha, anh bạn đấm bốc này em mờ nha các bạn. Nhìn rất là đẹp. Con này không biết nó cân tem bạn nói hay không đây. Ui cha. Yeah, nên chúng ta lại giành được chiến thắng nữa rồi. Ít ra phải vậy chứ. Đó, cho ra mấy cái trứng của chế độ. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ ra ngoài và mình sẽ vào tới cái khu vực khác quánh cho vui. Chứ một chỗ mà quánh hoài thì ớn lắm men.
Lần này anh em chúng ta sẽ đến với đây, vào đây để kiếm thêm những cái sale các bạn, những cái sale của M. Ở đây thì mỗi ván anh em chúng ta sẽ nhận được đó là 3 và 5 thì được sẽ 15 nha, 15 sale. Ui, cái nó lùa tốc độ luôn rồi. Khi mà đem tem đi đánh thì các bạn chú ý một điều, đem phải cân đối nha. Tốt nhất là sẽ có một cái con một con gọi là đỡ đòn các bạn, hay là một cái con gọi là trâu và một con gọi là đam nha. Một con gọi là trâu, một con gọi là đam và một con gọi là hiệu ứng đó các bạn. Hiệu ứng nó giống như là nó sẽ giống như hút mana của tem bạn chẳng hạn vậy đó. Nó sẽ giúp cho anh em chúng ta rất là lợi thế trong cái việc mà đi chiến đấu luôn. Vì cái con hút mana mà các bạn cứ để ý đi, không có mana thì làm sao mà đánh đúng không nè. Cái đèn nó hút một phát, màu mà nó hút hết trơn của ba con rồi tem bạn, là chúng ta đã có được 3 lượt đánh ngon lành. Quá đỉnh luôn đúng không nào. Đây, vài vòng quay may mắn. Rồi, nice spin. Nice spin của chúng ta sẽ có cái gì đây? Ui chà, 5k hả? Tới luôn, ở đây chúng ta còn 3 thành viên nữa nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Một trận là chúng ta sẽ nhận được 3 mảnh sale nha mọi người. Wow, lượng sát thương đến từ quái vật ngâm thật. Chúng ta đang đại chiến vô cùng nhiệt tình. Victory. Chỉ trong vòng vài giây thôi là mình lướt qua được một ván. Bật tốc độ nhân 4 mà, cho nên đó là rất là nhanh. Đây, tiếp theo thì mình sẽ đến với đôi cánh vàng. Đây, level 115 nha, ngang ngửa với bé gấu rồi đó. Gấu mẹ vĩ đại. Trời ơi, nó làm cái gì đâu mà chiêu, nó xả liên hoàn luôn. Đây, nice spin. Và chúng ta tiếp tục xem thử nào, 5k. Lẫm tiền. Và đây là thành viên cuối, gọi là thành viên sau chót. Và cũng là những cái tên trùm vô cùng mạnh mẽ luôn. Wow. Wow. Những tên trùm gọi là rất là bá đạo nha các bạn. Như các bạn đã biết thì không phải do tên bạn yếu mà do tên mình quá mạnh. Sức mạnh kinh khủng. 5k nữa. Rồi, vậy thì anh em chúng ta sẽ trở ra nha. Anh em có thể vào tới cái chỗ đây. Mình hốt 5 xong bây giờ chúng ta quay lại chúng ta hốt 3, hốt à. Cái này là mỗi trận thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng nhưng mà phần thưởng sẽ bị giảm lại nha các bạn. Đây anh em chú ý cái chỗ đó là nhưng mà mình được có vòng quay may mắn nè. Đó, nếu như may mắn thì anh em chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều thức ăn luôn, 50k. Cho nên nó là cứ nhiệt tình luôn ha. Đây các bạn thấy không, nó còn 2 nè. 5 x 2 tức là sẽ được 10. Vậy là chúng ta quýnh 5 trận này chúng ta sẽ được 10 cái sale của M. Đây, chế độ sinh tồn sẽ được bật. Anh em có việc thoải mái và xả láng luôn. Đây thì mình hơi bị mạnh cho nên mình xả có một cái một hả. Wow, lại nhận được 5k. Bấm liên tục luôn. Đây, quất cho xong nhiệm vụ chứ để nhiệm vụ rồi chúng ta. Nó hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng rất là đặc biệt nha. Nice bean. Món quà gì đây? Con số 5k nó nằm kế bên con số 50k luôn á. Không biết các bạn có để ý hay không mà nó không chịu nhảy qua. Thấy luôn. Một hit, hai hit là bắt đầu có hai ngã đứa ngã rồi. Tới hit thứ ba là coi như xác định. Và anh em nhớ nha, đang có cái sự kiện cũng khá là ngon. Anh em nào mà chưa có hốt thì nhớ bay vào hốt nha các bạn. Ôi chà, mình không đánh được nữa rồi. Rồi, ở đây thì các bạn sau khi mình làm xong nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được những cái món quà rất là đặc biệt ở đây. Đó. Các bạn thấy chưa? Khi mà lên được 2k hay ta 2k là nó sẽ maximum ha. Mà nó được 1k2 rồi nè. 1k rưỡi.
U Chan K6 là có thêm một con M. Mà con này mình có rồi mà. Con này mình có rồi các bạn ơi, cho nên có hay không cũng không quan trọng. Anh em mình đi nhận thử. Ui, ru 7 màu đỏ. Wow. Nhận được một cái ru khá là ngon đây. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đã nhận được một hòn đảo luôn nè. Cái gì ngon ngon. Ôi tới con này là hết rồi. 2k thì đấy. 2k là được con này hả các bạn? U cha 2k hả? Không biết là 2k là mình có nạp tiền mới được hay không anh nhỉ? 2k. Chắc có lẽ là mình được đến đây thôi. Tại vì ở dưới đây đâu thấy quà đâu nè. Ok. Và các bạn ơi, video cũng khá là dài rồi. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình một subscribe nha. Đừng quên để lại một like ủng hộ cho mình với. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.